Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em, không, nói chung là không chịu em luôn á. Lý do? Tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á là muốn cho Dung đi nước ngoài. Mẹ em mới nói á là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai mày quen ai thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc cưới về á anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bản chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Phước Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. À, còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? À, dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời ơi. Sao trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ mặn. Mà gọi là bún mà sữa đúng không? Nghe. Câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Wow. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát, nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được cùng một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới thác Giang Điền, mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Em cũng làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về, ổng lại lợi ngồi tiếp nữa. Mà vẫn nói. Nói từ thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, sao này nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Mê chứ. Mê mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn lại. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình cái kia để chuyển qua mối tình này. Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy à, cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới đúng là em không? Hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể em đang mê trai. Không sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình?
Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Ừ. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Ừ. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Ừ. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Nhưng tại mà vì tự biết, dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao không? Lúc đó là đang là em gái của em. Ừ, em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó là, đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao, em gái tao. Ừ. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. À. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, cái kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á, là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. 5.000. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò, nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghiện tới nỗi mà giếng từng đồng xu chỉ để đúng để uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Ừ. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? À. Tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Thì cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Thôi, hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối vậy bộ à. Sau đó tình yêu của các em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em. Nói chung là không chịu em luôn á. Lý do? Tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á, là muốn cho Dung đi nước ngoài. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều. Hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền. Cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai, mày quen ai, thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á, mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Ừ. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết. Cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bạn chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Ừ. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này. Là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang, là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á, là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á.
thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên, cái người hạnh phúc, sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dục Dân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Sau chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay. Như là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Hợp rồi đó, hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Nói tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được một chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Có chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đây, đã thứ nhất nè, để nó kể cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè, tật đổ thừa đó. Đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết, bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt, đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe à, em nói hẳn với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đâu, hết 3 đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới nói đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho cái nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau. Đứng đi. Nói đi, tôi bây giờ không thấy gì đâu. Tôi không đứng thấy gì hết. Thật sự đâu mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau tới ngày hôm nay, thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều, và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cái
Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Đến với chương trình.